Chào mọi người đến với kênh YouTube Minh Râu nhé. Chia sẻ với anh em này, cả hơn tuần nay là bận quá, với lại mưa gió quá, thằng Caramel của mình nó về quê nên là không có ra gần nít đều cho mọi người xem được, anh em thông cảm nhá. Nội dung thì hôm nay Minh Râu cũng dẫn mọi người đi chợ có như thế nào. Dễ bà đoán hàng hóa này thế nào? Bán bất đồ vào kia. Cái gì? Bán bất đồ vào kia. Bà cứ bán rẻ, thứ nhất là rẻ, thứ hai là đẹp, thứ ba là hữu nghị, là bao đẹp bao ngon, là bán 200 đi. Người ta mời 200 từ lúc tôi chưa ngủ dậy này. Từ vốn luôn, bao đẹp. Bà bán vốn ấy, là ai cũng bán được, thậm chí bà phải bán nỗ đi nó mới nhanh hết. Mua 24 thì bán 200 thôi cho mau hết. Thôi tí nữa tôi đến tôi coi hàng của bà coi đẹp hay xấu thì tôi cứ đẹp, giờ tôi xuống chợ đã. Thôi để tí tôi xuống đã, để coi thị trường. Anh em biết sao phải đi coi thị trường chỗ này chỗ kia chứ, đi chợ đầu mối mà chớ nghe dại với bà bỏ mối bà mời lấy ngay nhá. Không, rồi tí xuống đây, tôi đi xuống chợ thanh toán nợ. Thôi mời anh em đi xuống chợ coi hàng hóa đợt này thế nào nhá. Mấy bữa nay không có ra nít cho anh em coi được. Thì cũng chia sẻ mọi người là đợt tới là Minh Râu sẽ ra clip đều là Minh Râu đi bán các chợ, đi bán dạo các chợ. Tình hình đợt này buôn bán ế quá anh em ạ, phải đi bán dạo các chợ, bán rau để bán nước giặt thêm thôi. Đó, theo anh em nghĩ là như vậy có ổn không anh em? Đi đa dạng các chợ bán lẻ, chứ tình hình giờ bán lẻ một chỗ giờ ế quá. Anh ơi, khỏe không anh? Yếu hả? Giờ này anh đi cho nó khỏe đấy chứ. Mua một đầu ve khỏe lên hả? Mà đầu ve đẹp hay xấu? Hàng giá nhiêu? 20 là như 18 đấy. 20 mà bán đấy em có 15 thôi. Hả? Bao nhiêu? 18 mà vậy em nghe 15 ngàn. Đây là đầu ve Đà Lạt nha anh em. Hàng này thì... Thôi bán 15 ngàn đi hàng này đi. Cái gì? Hàng này 15 ngàn hả? Tại sao hàng này rẻ hơn? À, ngoài trời, có này là trồng trong nhà kính hả? Trong nhà lưới. Thôi bây giờ thì mình đi khảo sát cái ở chỗ này là người ta đòi cái hàng này 18, hàng này 15. Mình đi khảo sát chỗ nào giá tốt đấy nhá. Thôi để em đi khảo sát cái chỗ nào mà rẻ đẹp hơn thì em lấy, còn không rẻ đẹp hơn thì em vòng lại. Vui vẻ, không quẹo. Đấy nha, thôi đi xuống coi. Hàng hóa nó đa dạng lắm. Bởi vậy phải coi chỗ nào rẻ đẹp mình mua thôi. Giờ ghé mấy chỗ để coi hàng coi. Ghé em này có cái hàng gì rẻ đẹp không? Bí cò hả em? Bí cò này nhiêu quên? Hàng VIP luôn hả? Hồ lô bao nhiêu? Rồi đem lên một bao bí cò, một bao hồ lô. Xe lôi màu xanh nên là thấy xà lách bao nhiêu mà nó bao nhiêu ký em nhỉ? 12 ký ruột hả? Mà nó ra khoảng tầm hơn 30 ngàn tí hả? Trong bài cái 30 hả? À xong bán 300 thôi. Giờ vốn 350 bán 300 mới mau hết. Rồi lấy thùng xà lách đi với bao bí cổ, bao bí hồ lô. Rồi bao nhiêu tiền em? Anh em thấy không? Hàng hóa đợt này mưa gió, rau nó hơi đắt. Khi mà nó rẻ xuống thì nó cực rẻ luôn á. Khi mà nó rẻ xuống thì thôi. Ở đó là xe nãy ngồi đậu đấy đó. Ba món. Cái gì? Cái thảo này bao nhiêu? Hàng VIP 14 hả? Này 14 ngàn về khách hàng người ta mua, người ta vặt nó sâu đấy, nó thành phải thành 17, 18 ngàn. Xong bán 12 ngàn thôi. Thôi làm em bọc cải thảo ở đây. Rồi cái gì đó ta? Khoai sáp kìa mà. Khoai sáp bao nhiêu? Đưa cho anh Vinh 32, bán cho ta 33 là em coi đúng rồi. Nhưng mà bọc bao nhiêu ký? 10 ký. Đang tính đấy 5 ký thôi. Họ lấy 5 ký thôi, chợ ế có lấy 10 ký bán cả tuần nha anh em ạ. Rồi tính tiền tổng bao nhiêu tiền em? Hồi đứng đây hồi nè em nó mời nó, hồi là lấy chục món luôn kìa. 1 triệu tư 10 ngàn.
Này Quyết ơi, thôi ăn 100 đi, đây có 10 ngàn này. 1 triệu rưỡi 10 ngàn thôi 100. Rồi cầm cái bông hàng này để coi ra đóng này có nhớ không. 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món. Rồi ok. À, xong vài món rồi. Ghé vào đây coi hàng Nagim coi. Cái vựa này là bán hàng đà nạt, hàng tùm lum thứ hết. Đây là hàng Nagim. Em có hàng gì rẻ đẹp không em? Đậu bắp đây bao nhiêu á? Phải không? Không rẻ hơn được nữa hả? Dụ tăng hồi bán 15 ngàn vậy. Đóng cho anh đóng vào bọc đi. Khay nó bao nhiêu ký? Khay nó 17 ký. Thì 17 ký, đóng 17 ký luôn đi. À, bầu bao nhiêu em? Bầu còn có 20 ký, 260, 23. Là giá 13 hả? 15 thì lấy 13 ấy. Xong bán 10 ngàn thôi. À, bầu này bầu đẹp anh em thấy không? Bầu này xuất sắc luôn. Dạ, nếu mà nãy vô 13 là mình về mình bán 20 hoặc 18. Đấy. Mà thêm hành ngò bọc bung nữa mình còn lời được vài ngàn đúng không anh em? Khổ qua bao nhiêu em? Mình bao nhiêu trời ta? Thấy mình 13 ngàn, đến 16 ngàn đấy. Rồi ok, còn nhiêu đây rồi chứ gì? Còn nhiêu bên kia còn. Thôi thôi, lấy 20 ký thôi. Lấy 20 ký nha. 20 ký, 20 ký đủ bán rồi. Rồi mướp bao nhiêu em? Mướp lấy 100. Cà pháo? Cà pháo 10 ngàn. Mắc hả? Thôi lấy 10 ký cà pháo đi. Bên này 10 ký mướp. Bí rẻ đúng không? Bí ăn còn. Nhưng mà bí ăn còn. Hôm nay không lấy bí, lấy bầu thôi. Đậu bắp, bầu, khổ qua, cà pháo, mướp. Ngày 99 ngàn. 900 bao nhiêu? 99. 999 ngàn, triệu chẵn. Triệu khỏi thối luôn. Bo luôn khỏi thối. Người ta bán dễ thì mình mua dễ đúng không anh em? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Trở lên giùm anh nhé. Chiếc xe mui trần màu xanh á. Cái gì? Không. Rau đấy anh về anh cho người ta không được. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, rau thơm đấy. Cảm ơn em nhé. Tại vì rau thơm đấy anh không thể đi được. Cảm ơn em. À, giờ đi lấy thêm một số mặt hàng nữa. Bắp cải, su hào. Nì ghé. Nì ơi, su hào bao nhiêu? Bao nhiêu? 18 á, xong bán 15 thôi. Anh em coi su hào 18 ngàn mà lá cỡ này về người ta vặt lá nó thành hai mấy ngàn. Ôi mướp đẹp thế nhỉ, mướp đẹp mà anh lấy rồi. Đầu ve bao nhiêu? Đầu ve biết rồi, cho anh 21. Mẹ người ta mời anh có 18 ngàn, anh chưa mua cái em. Đấy đấy 18 anh. Hao đấy 18 mà bọc, có bọc này 21 rồi. Sao bọc này không bán rẻ đi em? Đi em. Bọc đấy biết lắm anh ơi. Cái đầu đấy anh bán anh nhiều. Thôi cái này bao nhiêu? 21 ăn kỵ nhất là cái số 21 rồi, bán chẵn 20 đi. Ăn công thức số 21 đi nào đó. Lấy 22 đi anh. À, 22 hoặc 20. Về 22 có hai con đường lựa chọn. Nếu mà lấy 22 thì tí bấm cải anh chịu ăn được bấm cải là nhiều. Hả bấm? Bấm cải là anh 38. Mẹ người ta mời anh 360 từ đầu nàng đến cuối nàng. Anh bán khoai chú Đắk Lông mà. Chú Đắk Lông mềm Đắk Lông. Nha, tính rồi về VIP anh em ạ. Tại vì bên đâu đi lấy hàng về bán anh em biết bên đâu thường lấy hàng VIP rồi. Số hào tính bớt đi nhá. Hai số nhá. Không, một thôi. À, su hào đậu ve lấy ba cây số đi. Bí ngòi đừng có đưa, bí ngòi ế lòi không bán được. Rồi anh nợ em cái gì bởi vì em đồng anh nghe coi gì mà phơi dài vậy. Hai ngày mà. Hai ngày anh đây có mấy món? Này có bí ngòi không? Không, nay lấy ba món thôi, bắp cải với lại không, bắp cải với su hào. Sao có 25 anh chị đấy? Cái gì? Có cái mướp không? Đây đấy. Không, mướp không lấy, mướp lấy rồi đâu. 309 thì chị bà sao? Gói. Đầu gói 140. Hôm nay có Thảo anh? Không, không, Thảo không lấy. Bán mắc quá, hôm nay người ta mời nó cũng rẻ, bán mắc quá mai chia tay em luôn.
bán người ta 15 thì bán anh 14 ngàn được rồi, bán người ta 15 nhất anh 16 ngàn. Thế nào gói em bán người ta có 340 à? Người ta bán cho anh có 120 à. Này là tí đó mình lấy giấy hàng xong mình rảnh mình cọc lại, có mấy em có cọc dư tiền không? Còn anh nói là em đang sai rồi. Đơn nhầm nó cho nó nhanh. Đưa đổi cho. Để tí ông đưa cho nó luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5. Mới có lấy có một chỗ, hai chỗ không là hết 2 triệu tư rồi. Hóa được là đắt lắm, là lấy nó cao anh em. Ủa sao bắp cải xấu vậy đi? Không có cải. Nó bé tèo tèo về hả? Thôi bé về anh không chơi được đâu. Cái gì? Bé về bán mấy em cứ chê hàng anh bé nhục lắm. Anh ghét nhất là bán khoai bé. Ơi Nhung. Trời ơi, Nhung dễ thương. Nhung Nhung anh trong máy của anh nuôi em nè, Nhung dễ thương hàng VIP. Xin hàng VIP qua thăm em Dung nhé. Em công sổ nha, tí qua thăm. Ủa xong rồi hả? Đã xong. À, hôm trước này gì? Chú Thảo, chua hào, mướp, ve, hợp lý. Hôm qua, chú Thảo, ve, chua hào, ve, cà tím, chua hào, ngòi, cà tím, lý ngòi, chú tim. Chú tim hôm qua anh đâu có lấy đâu? Có mà, 19 à. Nhưng mà anh đâu có dặn em lấy đâu? Có mà. Rồi cà tím anh đâu kêu lấy đâu? Có mà. Anh bảo em một còn nguyên dầu, anh bảo thôi lấy anh 10. Ờ, cái này đúng, cái này đúng. Mà số tim anh đâu nãy? Không, không chính xác chưa? Chính xác rồi anh. Bao nhiêu? 3,290. 3,290, lấy 3,2 được rồi. À, nhiều tiền đấy nhỉ. Đi lấy hàng mới có 3 chỗ muốn hết tiền à. 1 triệu 2 triệu 1 triệu 2 triệu 3 triệu. 3 triệu bao nhiêu? 2 triệu. 3 triệu 200. Nói 3 triệu 2 được rồi. 50. Mới 50 rồi. À. Cộng chính xác chưa? Tí anh cộng lại mà dư thì sao? Thôi để tí rồi anh cộng lại. Cái gì em? Em Nhung dễ thương hàng VIP. Phải nưu vậy mới dễ nhớ. Ôi anh bí đỏ anh lấy rồi, mướp anh cũng lấy rồi, đầu ve thì anh cũng lấy rồi, có mỗi em là anh chưa lấy thôi. Chờ anh suốt từ tối rồi hả? Nước giặt xài gần hết chưa? Làm gì đã gần hết, hết 1/3 chứ mấy. Bình như anh có bị khủng cái sao, nó hết phần nữa rồi. Xài được không? Được 7 điểm không? 8 điểm luôn. Phải không? Đợt tới anh chuẩn bị ra dạng túi là giá siêu VIP rồi đó. Ừ. Đợt tới đợt này là anh cổ phần hóa với người ta luôn, anh tự sản xuất là giá nó tốt hơn. Ừ. Thôi hôm nay anh tạm ngừng không đấy nha. Hẹn em bữa khác nha, hôm nay đến ngó em cái được rồi. Thôi đi nữa một vòng đi thanh toán tiền nợ này kia cho. Không, cả tím nãy đi lấy hàng ngó thế còn nhiều lắm. Coi còn gì để nãy không? Thua rồi. Ghé thằng cọp ơi. Cọp ơi! Tiền ăn em. Hôm nay em có cái hàng gì ế nòi sổ rẻ không? Đi sàn. Đi sàn đấy hả? 60. 60, tôi tưởng đâu 70, 2 bọc chứ. Tính tiền cho anh hôm qua bao nhiêu tiền? Trước một nè tôi... Hôm trước là một cặp. Đúng, chính xác. 3 món, hôm nay cả ngưng bữa rồi. Hôm nay ế nhiều quá, sáng đi lấy hàng còn nhiều lắm. Mà hàng mà nó tồn nhiều, mình lấy hàng mới về phát bán không có lời. Bao nhiêu em? 2 cặp. 1 triệu 4. Tôi hẹn ngày mai em bí em ế lòi, em bán 2-3 ngàn, 3-4 ngàn anh mua hết về cho công nhân. Coi có gì mua cho nó không? Rồi, lên 5 kg đi.
xuống hàng anh ấy rồi nào. Giờ đi lấy hàng chờ hàng nó ế mà lấy hàng mà cả nay quán lỗ là bị lỗ. Thiệt má, giờ không dám lấy phứa như hồi trước đâu. Giờ đi lòng dạng ra. Anh em thấy hàng hóa đợt này nó cao hơn bình thường. Quay hàng mới là ba điểm. Lâu quá này mới gặp chị Điềm. Sao Duyên Leo xấu vậy? Không có Duyên Leo là đẹp hơn à? Rất đẹp đây con này, được cuốn này, 10 đồng. Không, Duyên này không có đẹp. Cái gì không đẹp? Trắng ngợn vậy. Trắng mà nó đẹp, mẹ con này. Dưa này không đẹp. Trái dưa nó phải nhìn nó múp mát, miếng mèo. Nhìn trái dưa xương không vậy. Chưa được. Thôi để em đi nước một vòng cái hàng nào đẹp hơn thì em mua. Không phải quay lại. Hàng dưa neo đấy nó hơi xấu, người ta mời 10 ngàn. Dưa neo đẹp thì nó... ốc em! Ốc dễ thương. Hôm nay có hàng gì rẻ đẹp không em? Để em thả tim cho. Thả tim đi. Em thả tim cho. Này, báo cáo cái hàng gì rẻ đẹp. Anh tính lấy cái này về bán đi. Thôi, cái này anh về anh bán riết mà. Riết mà... mà cái này nó nở hết trơn rồi, nó phải nụ cơ. Đây, anh muốn nụ cỡ nào em có nụ cỡ đó. Phải không? Cái này nó nở hết trơn rồi. Như này, cái này nó còn nụ búp búp tí. Ai bó gì? Sao đợt này nó rẻ mà bán có được đâu? Rồi gì nữa nói nhanh. Nơi xanh trắng bao nhiêu? 35, 45. Bán đồng giá 30 thôi. Không anh ạ. Một thứ 5 ký đây, nửa đẹp đẹp cho anh. Nơi xanh, nơi trắng rồi. Rồi, mua giùm em hai bó bông hẹ đây, bán không hết tối xào. Ui, nhiều tiền vậy. Có tính lộ không? Không, em thả tim cho dẹp, follow cho kênh Minh Râu cho được nhiều rồi. Thôi 50. Cả tuần nay không có thời gian ra video quay cho anh em xem cho đỡ buồn. Đây. Mẹ em cũng đang không coi mẹ cái sai chứ. Không, mẹ em có coi không? Có hả? Gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ em nhé. Kêu bà xem thì bà chịu khó bà thả tim cái chia sẻ cho cái. Thôi đi nữa, lượn vòng đây. Chợ, cải dưa lúc này mưa quá, nửi bán quá. Chị ghé coi trả lợi cho bạn hàng rồi đó. Hầm cà rốt. Bà Câu. Nay có hàng gì ế nồi không? Có mùng tơi. Mùng tơi hả? Có hàng gì ế nồi sổ rẻ không? Dạ có hàng gì ế nồi. Dưa neo bao nhiêu? Neo bán 10 ngàn. 10 ngàn thôi, người ta mời tôi 10 ngàn từ đầu chợ đến cuối chợ. Hôm nào thùng nước giặt chưa đưa tiền nhá, nhớ không? Không. Đâu? Nhớ không ạ? Đâu không nhớ sao đòi tiền? Dưa neo tính bớt đi. Mất ngàn đi. Tính giá 11. 11 ngàn. 11 ngàn là thứ nhất. 11 ngàn là thứ hai. 11 ngàn là thứ ba. Coi hàng đẹp không? Có loại nào đẹp hơn nữa bà Công? Mà công nhận bà này bà xấu xấu người như được cái hàng bà đẹp. Không đi đâu mấy bà này đây. Chợ ế quá, tôi lười đi hàng. Cái này, cái bọc này không có đẹp mấy bà Công à? Có loại bà đựa tôi bọc nào đẹp hơn này? Dạ, bà bơ cho 5 ký hồ mai. Dưa neo đấy, anh em thấy không? Mua dưa neo á là nó phải giòn giòn, xung xung giòn giòn như vậy này, nó mới gọi là dưa vip được. Cái này gọi là vip thôi, nhưng chưa là vip lắm đâu, đúng không? Vip lắm rồi. Còn đấy, hai bọc đây. Bọc này là phải giống. Anh nói bao nhiêu tiền không có chặt? Cái gì? Không có chặt bao nhiêu tiền? 580 à? Rồi đến 560 đi, với trừ đi 360 đi là còn nhiêu? 200. Ok, bà dễ tôi dễ, đơn giản nhân còn nè, đâu đồng với nhau? Đồng 25 ngàn. Người ta 30, tôi có 24 ngàn à. Ôi, đưa tiền chẵn đi, đừng có đưa tiền nẻ tôi. Đưa 120 đồng đồng đây, 5 ký. Cái gì? Cái này chẵn 200 đồng, chẵn 120 đồng đồng. Bà đẹp luôn rồi. Rồi đem lên nhá. Kêu quan liền. Khoan, còn hàng giống đầu đũa bao nhiêu? Đũa lên chặt. 10 ký hả? 80 thôi. 80 thôi. Rẻ rồi, nói nhiều quá nha Minh Râu nha. Khối này 10 ngàn đây. Không, đi.
Có hàng gì không bán ở tắc này không? Bao nhiêu? 50 thôi. Má không có tờ 50 luôn. À đây đây có tờ 50 đây. Mua cái này thôi. Rồi đem lên nhớ mấy món. Đầu rồng dưa neo tắc. Rồi qua bên này thanh toán tiền nợ cho bé này đã. Thẩm cà rốt. Gửi lương em này. Đếm này coi có thiếu không. Rau. Noan. Và cái này của ai? Huỳnh khoai lang. Bầu bí mướp. Dưa neo khổ qua. Đậu que. Đậu bắp. Đấy rồi. Để đi lấy gì thêm ta. Coi chợ hôm nay có hàng gì sổ rẻ không? Tình hình chắc hôm nay không có hàng gì sổ rẻ rồi. Ghé bà Hai coi. Bà Hai có gì sổ rẻ không bà Hai ơi? Đây. Đưa giấy tính tiền rồi coi. Tính đi. Tính đi. Chuối ngon với nàm trái coi. Đi đâu? Giấy tính tiền đi bà Hai ơi. Dưới neo này sổ 5.000 không bà Hai? Không, 27 hả? Khoai lang bao nhiêu? Bao nhiêu? Chục đắt thế. 28.000 ký khoai lang. Thôi đến một bọc thôi, qua bọc rồi. Ờ, đó rồi, chở lên xe đây. Không đủ tiền rồi. Thôi mới ghi sổ để chị dẹp lên đây. Má hết cả tiền luôn rồi. Cái này là toàn rau, rồi cái này là gì đây? Non. Non nào ta? Non rau thơm. Má này lấy cái gì với gì ra? Hết cả tiền luôn rồi. Này biết có hàng gì, rau gì sổ rẻ không? Cái gì em? Hành mấy ngày rồi, ngày nào mình cũng tống cho anh mỗi ngày cây hành. Làm ăn bán há mồm đâu không hết. Tình hình thị trường rau hôm nay có vẻ dồi dào hơn mọi hôm. Này có rau gì sổ rẻ không Chiều? Giờ sổ chị Đoàn anh à. Cái gì? Giờ sổ chị Đoàn ơi. Nánh nương này. 1.200.000 nẻ bao nhiêu à? Đếm coi có dư không? Đủ chưa? 1.200.000 này bài đấy, 1.200.000. 7.000 này tính gì nữa? Đóng cái hàng đem lên chưa? Nay có hàng gì sổ rẻ không? Đọc giá rau anh nghe coi cho bà con biết coi. Rau vẫn còn đắt cả. Chị bán được không chị? Bán được không chưa? Đây này, mỗi thứ 2 ký, ký này. Dạ, em bây giờ lấy cũng mỗi thứ có 3 ký với 5 ký mà bán ế nòi ra. Chợ là bán được này chả lắm. Tí nó có hàng gì mà ế nòi không bán được gọi anh nhá. Anh mua hết về cho công nhân. Cả chục ngày nay công nhân cứ hỏi thăm mà không có rau gì miễn phí anh mình. Rau đọc giá rau nghe các bà Đoàn, cải ngọt bao nhiêu? Đồng giá 12.000 à. Thanh ngọt tươi. Đồng giá 12. Tí nữa ế bán mấy ngàn? 5.000 không? 5.000. Không. 5.000 liều ký. Vậy tí đó tầm 6 giờ sáng à, mấy hàng này mà mấy bà bán ế là 5.000 mấy bạn bán hết. Còn mà lúc đó rẻ 2-3.000 bán luôn. Anh em đi lấy hàng rau xanh người ta đã đẻo được đâu. Mà chị nói lộ bí mật của chị sao? Cái bí mật của chị cả nước ai chẳng biết. Chợ này cả nước. Chợ đầu mối nào cũng vậy đúng không? Hàng mà không để được á là người ta buộc phải sổ. Còn hàng để được á thì người ta không có sổ đâu. Hồi anh em xem kênh YouTube bên Râu, ủng hộ bên Râu nhá. Đợt này bán ế quá. Đợt tới là chuẩn bị bên Râu đi bán dạo ở các chợ đó. Chất rau, chất nước giặt thì các chợ bán dạo kiếm thêm thôi. Chứ đợt này bán ế quá. Đi dạo không? À. Đi lượn vòng thanh toán tiền rồi đã. Cái này của bà Loan. Có hải đấy kìa.
Bà Loan ơi. Ủa hôm rồi vợ có nhận hàng bà hả? Nó thấy nó ghi Loan này mà biết Loan nào? Loan tôi chứ Loan nào. Phải của bà hả? Hèn chi nó kêu hàng của bà đưa mắc quá. Đúng rồi. Là thật mà. Mắc quá về bán khó cạnh tranh. Rẻ nhất. À, bây giờ đi lượn vòng coi lấy cái gì ta. Nay có hàng gì rẻ bà Loan? Mang hết tiền rồi. Cầm 12 triệu đi lấy hàng với trả lợ mà hết cả tiền rồi. Ăn được. Rau hôm nay có rau muống này xeo không? Xeo 60 ngàn. Bao nhiêu bỏ? 60 ngàn bỏ hả? 60. Mày nói dở đi, nói thiệt á. Thật đi chứ. 60 ngàn mấy bỏ? Một bỏ ấy chứ. 60 ngàn một bỏ. 5 năm 60 ngàn. Thế đợi khi nào nó mới xuống 15, 12 ngàn để ta mua vài chục bỏ về cho công nhân? Chờ đi. Chờ hả? Chờ... Có thật thì ta mua mỡ. Ông mua đắt thật mà. Bao nhiêu bỏ? 55 ngàn. 55 ngàn bỏ đâu muốn? Làm sao mà mua cho được? 55 ngàn bỏ đâu muốn thì không cho được anh em ạ. 55 ngàn 3 bó thì cho được đúng không? 55 ngàn 3 bó thì cho được. Anh em thấy không? Rau là do đợt vừa rồi là mưa quá. Lý do tại sao đắt vậy? Mưa dập hết à? Hay sao? Mưa. Hay là nguồn hàng người ta đưa đi hết? Nó đưa đi đâu đâu, mưa là rau ruộng không có. À, mưa quá nên là hàng rau nó khan hiếm rồi nó mắc. Anh em thấy không? Nhưng mà khi mà nó rẻ lại, mà nó mắc lại không được đẹp nữa thôi. Thế nào mà nó rẻ lại thì lúc đấy là bao rẻ. Lúc đấy là cứ tầm 10 ngàn bỏ với 15, 12, 20 ngàn bỏ đồ lại. Ê bình, rau uống nhiêu bỏ ấy? Uống có 60 ngàn bỏ à? Thôi đi thôi đi, đã từ đó hôm nay nó dỡn mạnh 60 ngàn rồi đi thôi đi. Thằng này nó đòi tao 55, 60 ngàn rồi. Thiệt đó hả? Đắt á, về bán nhiêu ký? Bán 10 ngàn ký. 10 ngàn ký bỏ lắm, đúng lỗ vốn. Về phải bán 15 ngàn ký rau muống. Không, không có 15 không ăn thua nhỉ? Bỏ nó có 5 ký à 5 mong cổ này không thua. Thôi khỏi bán rau muống anh em ạ. Bán rau cải cho rẻ. Rau cải nó có rẻ đâu mà, rau cải cũng mười mấy ngàn với lại 20 ngàn, mười mấy 20 ngàn đâu mà. Giờ có bí xanh là rẻ thôi. Bí xanh 7 8 ngàn, 8 9 ngàn. Để qua bên này có thằng này nó chất hàng này. Còn thôi thiếu hàng gì không? Quá. Chất hàng hết cho hàng đây. Xong rồi hả? Gì cơ? Ủa củ đậu này đâu có lấy đâu? Ai biết gì mà củ đậu nhà có. Ủa mà đậu phộng sao nhiều vậy? Chắc là chị mèo chị nhận đó, không phải đâu. Nói như chị mèo dặn rồi mà anh quên anh này đấy. Bò đây một bọc đậu phộng để điện thoại cho nó coi. Đúng rồi. Đúng rồi, bò này này xuống. Khoai lang mấy bọc? Bỏ lại một bọc khoai lang, đúng rồi. Đang hai bọc đó. Bỏ lại một bọc đi. Ồ. Khoai. Bình khoai lang. À, vậy là cái gì đấy? Vậy là hồi tối vợ mình dặn là khoai lang với đậu phộng rồi, nãy mình ghé nó đưa tiếp. Này phải trả nó ra hai bọc đấy không 550 đấy mà. Một bọc là 270, một bọc 208, hai bọc này là 550. 27.000 ký đậu phộng, khoai lang 28.000 ký về bán hơi căng. Ủa thằng này sao gọi không được ta? Nào cơ? Lấy chiếc quay á hả? Thôi, video cũng dài rồi, bên đâu chào anh em nhé. Hẹn anh em ở video sau nhé. Đợt này cố gắng kêu ông đệ nó quay đều đều để có video cho anh em coi, anh em góp ý nhé. Hẹn anh em ở video sau nhé. Thôi, bên đâu giờ chuẩn bị sắp xếp về rồi, coi tí có cái hàng gì sổ rẻ thì lấy ít về bán kiếm thêm. Còn không thì đi xe không về anh em ạ. Chào tạm biệt mọi người nhé.